Trần thế giới của hoa hậu, nhan sắc, danh vọng và tiền bạc còn đi kèm với những cạm bẫy không thể lường trước. Những phi vụ trao đổi thân xác không phải ai cũng đủ bản lĩnh để từ chối. Năm 2008, Georgina mới 17 tuổi khi cô chiến thắng một trong những cuộc thi hoa hậu danh giá nhất Philippines là Binibining Pilipinas. Georgina dự kiến đại diện đất nước tham dự cuộc thi Miss World diễn ra cùng năm. Nhưng 3 tháng trước ngày thi, hoa hậu khiến fan hâm mộ sốc khi quyết định trả lại vương miện, quay lưng với ánh hào quang và danh vọng. Năm đó, Georgina viện lý do cá nhân để trả danh hiệu rằng ông của cô qua đời khiến cô không còn tâm trạng. Nhưng bây giờ, hơn 10 năm sau, Georgina lần đầu lên tiếng phá vỡ im lặng về những gì thực sự diễn ra sau ngày đăng quang. Có rất nhiều lời đề nghị khiếm nhã. Chúng tôi được đề nghị 3 triệu peso, hơn 60.000 USD cho hợp đồng một đêm quan hệ tình dục. Có người còn đòi trả tôi 25 triệu peso, hơn 500.000 USD để làm bạn gái ông ta. Đây là mặt tối của các cuộc thi nhan sắc. Có nhiều người lánh của, muốn cưới hoặc quan hệ tình cảm với các cô gái xinh đẹp nhất, Georgina kể. William, phóng viên 15 năm chuyên đưa tin các cuộc thi hoa hậu kể lại, có lần anh chứng kiến một ban tổ chức yêu cầu các thí sinh ngồi hầu rượu cho khách để trả tiền tham gia sự kiện. Vài cô gái nhờ phóng viên giúp đỡ, nhưng họ bị yêu cầu không được can thiệp. Cựu hoa hậu Georgina thì rút ra một bài học từ kinh nghiệm bản thân. Khi tôi cố tìm một công việc bình thường, tôi thử ghi kinh nghiệm từng là hoa hậu, nhưng dì tôi bảo, con xóa cái đó khỏi hồ sơ đi, nó không giúp được gì mà còn khiến người ta nghĩ khác về con. Philippines nằm trong số các quốc gia rất mê thi hoa hậu. Trong 10 năm qua, nước này chiến thắng đến 9 danh hiệu sắc đẹp quốc tế. Thành tích lung linh khiến phong trào thi hoa hậu, hoa khôi nở rộ khắp các làng xã trên cả nước. Ở nhiều nước, hoa hậu chỉ đơn giản là người chiến thắng trong một show truyền hình. Nhưng ở Philippines, các cô gái được đối xử như một tổng thống của một quốc gia.